Cái kim quýt này đang lại để bao nhiêu cô? Cái kim quýt này. Bao nhiêu? Đã có mấy cái quả thì hay nhỉ? Đang có mấy cái quả thì đấy, quay đây mà thích ra mà lấy. Cái tiện mình vận chuyển đưa tận tay. Ô tô độ 2 tiếng là tới nơi, có gì ra ôm vào tận nhà. Cây cối này cũng vậy. Quýt. Có cây quýt mới. Thank you.